Đây là khâu chuẩn đoán bệnh và khám nội tạng nội y cho mấy em này các bác. Đó. Mới keng. Cái này thì nó chưa có chạy đâu các bác nhá. Cái này bộ chân vịt và đầu máy này nó chưa có chạy. Cái côn nó còn mới keng đấy các bác. Chưa có dấu chạy luôn. Bình xăng thì chưa có đổ xăng. Đó. Máy để lâu nó bụi thôi. Hàng bãi nha. Bên em đang kiểm tra lại hết phần bình xăng con rồi chạy, rồi đo thử xem máy nó chạy có ok hay không. Đó, dùng bộ đo này đo, rồi kiểm tra lại hết. Nói chung là máy này thì em cũng không có đổ xăng vào trong bình đâu. Đổ xăng vào trong bình nó hôi lắm. Em sẽ nổ máy thử để xem cái máy này nó chạy có ok hay không. Thì nói chung là dàn máy này là em đã thử nổ hết rồi. Nói chung là máy chạy rất là ok. Đó. Bác nào mà có nhu cầu sử dụng cái chân này thì alo cho em nhé. Khi em quay ở đây thì dưới kia nó xoay. Đó. Thợ đang làm. Nó kiểm tra máy này thì nó mới mới tinh luôn các bác. Rửa lên là sáng choang nha. Các bác chờ kết quả.